Anh Tuấn và Thủy Ngân xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Từng Cây Số phát sóng lúc 6 giờ mỗi ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2022, nhằm mùng 5 tháng 7 năm Nhâm Dần, chương trình có những thông tin đáng chú ý. An Giang kiểm tra hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2022. Chín trẻ mồ côi ở huyện An Phú có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19 được nhận đỡ đầu đến 18 tuổi. Khởi tố bắt giam nữ quái mua bán trái phép ma túy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành công văn số 860 chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý và điều hành giá các tháng cuối năm 2022. Để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá trong các tháng còn lại của năm 2022, theo định hướng của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công văn 197 trên UBND KTTH ngày 4 tháng 3 năm 2022 về việc triển khai thực hiện công tác quản lý điều hành giá năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. Công văn 431 trên UBND KTTH ngày 4 tháng 5 năm 2022 về thực hiện điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu trong các tháng còn lại năm 2022. Các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng quản lý nhà nước tại địa phương có giải pháp quản lý bình ổn thị trường, kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường, theo dõi sát diễn biến giá vật tư xây dựng để thông báo kịp thời. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn các nước trong khu vực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, cung cầu hàng hóa thị trường, kiểm tra giám sát đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ Sở Tài chính về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông, phân phối hàng hóa dịch vụ, tính toán chuẩn bị kỹ phương án trường hợp có biến động lớn về giá, nhất là các mặt hàng về xăng dầu, cước phí vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, mặt hàng thịt heo, giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, sách giáo khoa. Sở Công Thương tỉnh An Giang vừa phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tổ chức đoàn kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2022 và việc thực hiện các quy định về kinh doanh mặt hàng tươi sống, rau củ quả, đảm bảo hàng hóa chất lượng. Tại các cửa hàng thực phẩm CB Fresh Shop của công ty chăn nuôi CB Việt Nam, công ty MM Mega Market Long Xuyên, cửa hàng Bách Quá Xanh, nông sản an toàn Phan Nam, đoàn kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ bình ổn thị trường năm 2022 và việc thực hiện các quy định về kinh doanh mặt hàng tươi sống, rau củ quả, đảm bảo hàng hóa chất lượng. Qua kiểm tra cho thấy các cửa hàng siêu thị đều thực hiện tốt các quy định chuẩn bị tốt nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân, có kế hoạch dự báo thị trường, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ thị trường Tết 2023 sắp tới. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19, từ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngày 1 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cùng Mạnh Thường Quân, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn đến thăm, nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19 tại các xã Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Trường, Đà Phước và thị trấn An Phú, huyện An Phú. Tại mỗi nơi đến, đoàn đã thăm hỏi đời sống, sinh hoạt, học tập của các trẻ, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, chăm sóc tốt cho các trẻ, đồng thời trao tiền hỗ trợ mỗi em là 500.000 đồng một tháng đến 18 tuổi để các trẻ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt khó, chuyên tâm học tập. Thông qua hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 để các em có thêm điều kiện để tiếp tục thực hiện ước mơ, phấn đấu rèn luyện để trở thành người sống có lý tưởng và có ích cho xã hội. Tại ban quản lý di tích văn hóa ốc eo cụm thi đua số 6 thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, 11 đơn vị trong cụm thi đua số 6 đã thực hiện tốt các công tác thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên vào dịp lễ Tết ốm đau, bệnh tật hiểm nghèo với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, bảo lãnh dây tín chấp cho hơn 100 công đoàn viên trong khối để ổn định cuộc sống vượt qua khó khăn với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, đặc biệt trước tình hình mới của dịch bệnh Covid-19. Các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch cho các đoàn viên công đoàn như hỗ trợ khẩu trang, nước rửa tay và phun xịt khử trùng nơi làm việc, vận động tiêm ngừa mũi 3, mũi 4 trong cán bộ công nhân viên chức, người lao động, đẩy mạnh công tác nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về mục đích ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm.
tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giữa 11 thành viên trong khối, đăng ký thực hiện 183 trên 195 sáng kiến, 1 triệu sáng kiến vượt khó, đạt gần 94% so với kế hoạch, đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp 12 đảng viên. Dịp này, đoàn đã đi tham quan thực tế tại gò di tích Úc Trạnh, khu di tích văn hóa Ốc Eo. Đây là một trong những di tích kiến trúc còn nguyên vẹn nhất của quần thể di tích Ốc Eo Ba Thê và là khu đền thờ hiếm hoi được xây dựng để tôn thờ các ba vị thần tối cao cùng một không gian nhất định. Chiều ngày 1 tháng 8, Ban Tuyên giáo huyện ủy Châu Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, 1 tháng 8 năm 1930, 1 tháng 8 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm xây dựng và trưởng thành ngành tuyên giáo của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống của ngành trải qua hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, công tác tuyên giáo quyền ủy Châu Thành luôn tập trung tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội. Các cán bộ làm công tác tuyên giáo của huyện được rèn luyện trưởng thành, xứng đáng là lực lượng xung kích của Đảng. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Quyền ủy Châu Thành hàng năm tham mưu cho Quyền ủy xây dựng chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện, kịp thời định hướng thông tin phục vụ cho lãnh đạo huyện. Song song đó, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo của huyện Châu Thành qua các thời kỳ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, luôn phát triển song hành cùng với sự phát triển chung của địa phương. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phú Tân vừa tổ chức họp hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022. Theo đó, các thành viên hội đồng đánh giá phân loại sản phẩm trà Hương Lài của chủ thể Trần Hữu Nghĩa, ngụ xã Phú Thành, căn cứ vào 10 tiêu chí để đánh giá phân hạng sản phẩm theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua xem xét rà soát các tiêu chuẩn, hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm trà Hương Lài trên 62 điểm đạt hạng 3 sao. Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Phú Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với chủ thể để sớm hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh xem xét tổ chức họp đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022. Thời gian qua, cùng với những giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại, nâng cao chất lượng nông sản, Hội nông dân huyện Phú Tân còn chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là trong bối cảnh giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao. Đến nay, Hội nông dân huyện Phú Tân đã phối hợp các ngành hỗ trợ 168 hộ nông dân vay vốn chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và chăn nuôi với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội nông dân huyện còn giới thiệu hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với 88 tổ vay vốn tiết kiệm, hơn 3.800 hộ tham gia vay vốn với tổng số tiền gần 93 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, phát triển kinh tế địa phương. Để nguồn quỹ hoạt động có hiệu quả, Hội chủ động khảo sát nhu cầu vay vốn của hội viên, hướng dẫn xây dựng tổ chức sản xuất chăn nuôi. Nhìn chung, hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân nói riêng và các nguồn vốn do hội phối hợp giúp đỡ hội viên tiếp cận để sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, tăng và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Thông qua các mô hình được giải ngân, các hộ dân đã chuyển đổi trồng cây ăn trái và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, tiêu biểu là các dự án trồng cây ăn trái theo hướng an toàn, chăn nuôi dê, trồng trầu tại các xã Quà Lạc, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Long Quà, Phú Long và thị trấn Chợ Giàm. Ngày hôm qua, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè huyện Chợ Mới tổ chức Ngày hội thiếu nhi năm 2022 dành cho các em học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Hội An. Tham gia ngày hội, các em học sinh được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa dân vũ sôi động, tuyên truyền về luật an toàn thông đường bộ, trả lời các câu hỏi nhận quà từ ban tổ chức. Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt, đập chai, ném bóng vào rổ, ném bóng vào lỗ để nhận quà. Dịp này, ban tổ chức đã tặng 50 phần quà cho trường trung học cơ sở Lê Hưng Dượng, xã Hội An. Ngày hội thiếu nhi là hoạt động thường niên được tổ chức vào các dịp hè, tạo cơ hội cho các em đội viên rèn luyện, phát triển toàn diện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây còn tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động của đội tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm bình thường mới như hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi tiếp theo cho người dân trên địa bàn, ngành y tế tỉnh An Giang kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng sự thực hiện tại huyện Thoại Sơn.
Những ngày qua, khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Huyện Thoại Sơn tiếp đón bệnh nhân đến thăm khám điều trị bệnh mỗi ngày ước tính 400 đến 500 lượt, thậm chí cao hơn vào những ngày cao điểm. Công tác khám sàng lọc hoặc xét nghiệm đều được giãn lược tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thăm khám bệnh nơi đây. Riêng tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh nhân điều trị đều là bệnh nặng, có bệnh lý nền. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc tầm soát vẫn được duy trì nhằm hạn chế tối đa khả năng xuất hiện và lây nhiễm bệnh. Từ công tác tầm soát này, bệnh viện đã phát hiện 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 7 vừa qua. Qua cái quá trình tầm soát cái người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở y tế thì cũng phát hiện ra một cái trường hợp dương tính là người sống ở Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Thì qua cái trường hợp này thì mình cũng phát hiện thêm 7 trường hợp nữa dương tính là những cái người bệnh trong địa bàn huyện Thoại Sơn. Thì tổng cộng là 8 trường hợp. Thì có những cái trường hợp thì có triệu chứng cũng trung bình trở lên, vì bệnh nhân có bệnh nền thì bệnh nhân được tư vấn, vận động và điều trị tại cái khu điều trị riêng biệt, cái khu khoa nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Còn những cái trường hợp không có triệu chứng, những cái trường hợp nhẹ thì mình cũng tư vấn để cho người bệnh trở về cách ly điều trị tại nhà. Dịch COVID-19 tuy được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp khi các biến chủng mới xuất hiện. Chính vì vậy, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn vẫn duy trì khoa nhiễm là nơi tiếp nhận điều trị F0 tập trung, cũng như mô hình quản lý tại nhà cho những bệnh nhân có đủ điều kiện được cách ly tại nơi cư trú. Bên cạnh nguồn nhân lực được đảm bảo thì thuốc điều trị đặc hiệu Monopiravir luôn sẵn sàng để cấp phát. Do đó, nếu người dân có dấu hiệu nhiễm COVID-19, người dân nên chủ động khai báo y tế để được khám, theo dõi và điều trị đúng phác đồ. Nhân viên y tế sẽ can thiệp kịp thời theo diễn tiến bệnh mỗi ngày, hạn chế tiến triển nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người nhiễm. Khi mà mình phát hiện ra trường hợp F0 thì cần thiết và nên báo với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Tại vì mặc dù F0 hiện nay triệu chứng nhẹ, không cần phải vào những cơ sở y tế lớn để điều trị, thì ở nhà cũng vẫn phải dùng thuốc. Thứ nhất là nếu mà mình được uống cái thuốc kháng virus Monopiravir thì cái khả năng lui bệnh của mình nó sẽ nhanh hơn. Rồi bên cạnh đó, nếu như mình có những cái triệu chứng khác như sốt, ho hay là rối loạn tiêu hóa vân vân, thì mình có cái triệu chứng gì thì cơ sở y tế sẽ tư vấn cho mình sử dụng những cái loại thuốc để điều trị triệu chứng. Nguy hiểm hơn là nếu như F0 xuất hiện trên những cái trường hợp mà có bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc là những người suy giảm miễn dịch thì khả năng diễn tiến nặng và tử vong nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy mà khi phát hiện ra trường hợp F0 trong cộng đồng thì nên cần phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là trạm y tế. Hôm em bị mắc mưa, em dầm mưa thì em có bị cảm sốt, ho. Thì khi mà sốt đi sốt lại rồi em cũng sợ bị sốt xuất huyết á. Xong rồi gia đình em mới đưa em vào nhập viện. Khi mà em sốt cao thì các y bác sĩ cũng khám cho em và test cho em thì biết được thì em bị Covid. Dạ. Thì em cũng bất ngờ, nhưng mà do sự hướng dẫn của các bác sĩ thì cho em điều trị Covid ở tại Bệnh viện Đa khoa của Thoại Sơn. Và em nhập viện thì cũng 5 ngày để uống thuốc và kiểu hướng dẫn cho em để em cách em chăm sóc bản thân để cho nó hết bệnh. Việc quản lý 8 ca F0 được thực hiện đúng quy chuẩn của ngành y tế. Các ca thể nhẹ, thể không triệu chứng đều được cho về nơi cư trú và quản lý, theo dõi tại nhà. Theo khuyến cáo từ ngành y tế, người dân cần áp dụng thông điệp V2K, đó là vaccine, khẩu trang và khử khuẩn, thay thế 5K như trước đây. Hiện nay thì chúng ta sẽ thực hiện là V2K. V có nghĩa là vaccine, còn 2K đó, cái ca thứ nhất là cái khẩu trang, cái ca thứ hai đó là khử khuẩn. Vaccine nó vẫn là cái giải pháp hữu hiệu nhất, góp phần làm giảm cái tỷ lệ mắc, giảm cái tỷ lệ bệnh diễn tiến nặng và giảm cái tỷ lệ tử vong trong cái cộng đồng. Em nghĩ là mọi người nên tiêm, tại vì thường thì nó kháng thể cho mình tầm của khoảng 6 tháng thôi. Người dân nên chủ động đến trạm y tế tại địa phương để được tư vấn và tiêm chủng nếu đủ điều kiện cần thiết. Bởi nếu không may mắc phải thì chính vaccine giúp người đã tiêm chủng chỉ ở triệu chứng nhẹ, không triệu chứng hoặc điều trị trở nên dễ dàng hơn. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn và các trạm y tế đang sẵn sàng nguồn vaccine phục vụ các mũi tiêm tiếp theo cho người dân khi có nhu cầu. Vì vậy, người dân nên chủ động hoàn thành tiêm chủng khi tới lượt để bảo vệ cho bản thân, gia đình và tạo nên hệ miễn dịch cộng đồng vững chắc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Tiền, sinh năm 1987, cư trú khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại nhà trọ HG thuộc khu vực khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội và ma túy, nên lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu phối hợp Công an phường Long Thạnh nhanh chóng đến địa điểm để kiểm tra. Qua kiểm tra tại phòng số 2, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Bích Tiền đang ở bên trong. Khám xét phòng trọ của Tiền, lực lượng công an thu giữ 48 đoạn ống hút, một bọc ni lông trong suốt chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 69 đoạn ống hút chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và nhiều tang vật liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Bích Tiền khai nhận là ma túy đá và heroin. Số ma túy trên Tiền mua của một đối tượng lạ mặt đem về để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Được biết, Bích Tiền là đối tượng nghiện ma túy và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trên Từng Cây Số sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.